Xin chào, tôi rất hạnh phúc và biết ơn vì bạn đã có mặt ở đây ngay giây phút này cùng tôi. Các bạn ạ, nếu có một phương thức để chữa lành những nỗi đau, thu hút điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống này, giúp bạn vui vẻ hơn, tích cực và hạnh phúc hơn từng giờ, từng phút. Và phương thức đó không có ở đâu xa, nó ở ngay trong chính bản thân của bạn. Chỉ bạn, một mình bạn mới có thể sử dụng nó một cách hiệu quả. Liệu rằng bạn có tin không? Bạn thân mến, phương thức đó tôi sắp nói đến đây chẳng hề cao xa, chẳng hề lớn lao hay phức tạp gì đâu. Nó thật đơn giản và thân thương như chính cái tên của nó. Đó chính là phương thức của lòng biết ơn. Bạn thử ngẫm lại xem, có phải khi bạn biết ơn một ai đó đã giúp đỡ cho mình, trong bạn luôn trào dâng cảm xúc hạnh phúc và hân hoan, đúng không nào? Và chắc chắn bạn cũng nhận ra rằng khi bạn thấy vui vẻ, hạnh phúc, bạn sẽ có cảm giác nhẹ nhàng và thảnh thơi. Bạn cảm thấy mình được kết nối, bạn có cảm giác mình đang sống. Đó là trạng thái tồn tại tự nhiên của bạn. Đó mới là điều cuộc đời bạn dự định hướng đến. Hãy cố gắng sống trong trạng thái thích thú, kỳ diệu và biết ơn. Những cảm xúc tích cực, chan hòa này rất tốt và chúng sẽ gia tăng tần số rung cảm của bạn. Ở nơi có sự yêu thương và hạnh phúc, bạn là thỏi nam châm hút tất cả những gì tốt đẹp và giàu có mà thế giới này ban tặng. Hãy loại trừ đi cảm xúc tiêu cực, những xúc cảm tiêu cực như giận dữ, thù hằn, ghen ghét và sợ hãi sẽ chỉ tạo ra những hiệu ứng ngược lại. Chúng sẽ giảm tần số rung cảm của bạn, khiến bạn cảm thấy lo lắng, căng thẳng và cằn cỗi. Chúng có thể tạo ra ốm đau, bệnh tật về mặt thể chất. Xúc cảm tiêu cực chắc chắn sẽ tạo ra cảm giác bị chia cắt, không được kết nối. Chúng giống như một bức tường đá, một chướng ngại chặn lại niềm vui vốn là con người thật sự của bạn. Những xúc cảm đó sẽ chặn đứng dòng chảy năng lượng trong con người của bạn và chúng chỉ có một tác dụng duy nhất. Đó là hút thêm nhiều những nguồn năng lượng tiêu cực khác. Vì vậy, nếu bạn vướng vào những cảm xúc của sự tức giận, sợ hãi, oán hận hay bị phản bội, thì giờ đây chính là lúc để tống khứ chúng đi. Hãy cài đặt bản thân mình vào lòng biết ơn, hãy loại bỏ suy nghĩ và những kiểu hành vi cũ kỹ ấy. Hãy sống cho hiện tại. Trân quý những điều tốt đẹp, ít ra vẫn còn đâu đó trong cuộc sống của bạn. Nếu như mải tập trung vào nỗi đau hay sự tức giận, bạn sẽ chỉ tạo nên, thậm chí còn nhiều hơn những tình huống tiêu cực, không lành mạnh trong cuộc đời của chính bạn mà thôi. Bạn cần phải dọn chỗ cho những cảm xúc và trải nghiệm tích cực mà bạn muốn hấp dẫn. Những gì chúng ta suy nghĩ và biết ơn là những gì chúng ta sẽ mang theo. Biết ơn thật sự rất quan trọng và nó chính là chìa khóa để mở ra một chân trời mới tốt đẹp hơn. Một khi bạn tập trung vào biết ơn, bạn sẽ ngạc nhiên là bạn đã tìm thấy quá nhiều điều đẹp đẽ khi mỗi ngày bạn có thể xin cảm ơn. Hãy làm điều này và cuộc sống của bạn sẽ thay đổi một cách ấn tượng. Những phép màu kỳ diệu sẽ diễn ra trong cuộc sống của bạn. Bạn trở thành và thu hút những gì bạn suy nghĩ đến. Suy nghĩ của bạn có sức mạnh nhiều hơn những gì bạn có thể nhận biết. Kinh Thánh nói về những điều giống như vậy. Đó là bạn là những gì bạn suy nghĩ. Tất cả đó là sự tập trung. Nếu bạn tập trung vào những suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ thu hút những điều tiêu cực vào cuộc sống của mình.
Nếu bạn tập trung vào những điều tích cực, những điều hạnh phúc, vũ trụ sẽ gửi những điều hạnh phúc đến theo cách bạn muốn. Bạn phải chọn những suy nghĩ của bạn một cách cẩn thận, chúng sẽ xác định mọi điều bạn muốn thu hút vào cuộc sống của bạn đấy. Ngay lúc này, hãy cùng tôi hít thở thật sâu, tập trung vào hơi thở để kết nối sâu nhất với bản thân của mình, với thế giới xung quanh, với vũ trụ rộng lớn này. Nếu có thể dang rộng cánh tay, như thể bạn sẽ ôm vào lòng người mà bạn yêu thương nhất trên đời. Hãy mỉm cười. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của mình đang cười. Đôi môi của mình đang cười. Và trái tim tôi cũng vậy. Nó cũng đang mỉm cười thật ngọt ngào. Bạn thấy được chưa? Có một cảm xúc vui tươi, thoải mái, nhẹ nhàng đang dần chiếm lấy từng tế bào, tràn đầy tâm hồn của bạn đấy. Và tôi biết, ngay lúc này, cơ thể, tâm trí, trái tim và tâm hồn của bạn cũng đang rất sẵn sàng để kích hoạt và kết nối với năng lượng của lòng biết ơn. Nào, nếu như bạn đã sẵn sàng, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Tôi biết ơn cuộc đời vì sáng nay thức dậy, tôi thấy mình còn khỏe mạnh, còn nghe tiếng chim hót, được nhìn ngắm bầu trời xanh quang đãng, được hít lấy mùa nắng ấm sớm mai. Tôi cảm thấy biết ơn và hạnh phúc vì thiên nhiên đã ban tặng cho tôi những món quà tuyệt diệu. Cảm ơn vì tôi có thể sống thêm 24 giờ ý nghĩa để viết tiếp những điều hay trong hành trình sống của mình. Tôi biết ơn bầu không khí tuyệt diệu này đã mang đến cho tôi từng hơi thở để nuôi sống tôi ngay tại giây phút này. Tôi chào đón và trân trọng từng hơi thở chảy vào lòng mình. Thật biết ơn cơ thể của tôi, từng bộ phận trong cơ thể đang cố gắng hết mình để giúp tôi khỏe mạnh, làm những điều có ích cho cuộc sống này. Tôi yêu cơ thể của tôi trân trọng, bảo vệ từng tế bào đang hoạt động mỗi ngày. Tôi biết ơn mỗi một con người mà tôi đã gặp trong ngày hôm nay. Họ là những người tiếp cho tôi bao nguồn năng lượng dồi dào, những bài học quý giá để tôi chinh phục những khát khao, hoài bão của chính mình. Tôi sẽ làm cho những người tôi gặp luôn nhận thấy rằng trong họ có một điều rất giá trị và tốt đẹp. Ngày hôm nay của tôi là một ngày tuyệt vời. Cho dù có nhiều điều xảy ra không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, tôi chân thành biết ơn vì bài học đó đã đến, dạy cho tôi mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn ngày hôm qua. Tôi biết ơn công việc của mình. Nó mang đến cho tôi nguồn tài chính ổn định, mang đến cho tôi niềm hạnh phúc hân hoan khi tôi được cống hiến hết mình cho ước mơ. Được làm điều mình thích đã là một niềm hạnh phúc lớn lao của tôi. Tôi trân trọng và biết ơn về điều đó. Tôi yêu công việc của mình và nguyện đem hết thảy những khả năng, đem cái tâm của mình để cống hiến cho công việc của mình. Mỗi một câu chuyện, một trải nghiệm mà tôi gặp phải ngày hôm nay, cho dù khó khăn và mệt mỏi bao nhiêu, tôi biết đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống mà tôi phải trải qua. Và tôi biết ơn về điều đó. Tôi có mặt trên đời này, có mặt trong giây phút hiện tại là để học hỏi, phát triển, để được yêu thương, chia sẻ. Và nếu như không có những bài học đó, tôi không thể cảm nhận mình đang sống, đang được kết nối với thế giới xung quanh. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ ngừng biết ơn và sẵn sàng đón nhận
tất thảy mọi điều xảy đến. Tôi mạnh mẽ để không có gì có thể làm dao động tâm trí tôi. Tôi biết dùng thái độ biết ơn để đối đãi với cuộc sống này. Và như thể tôi nhận ra mọi thứ đều có cái đẹp của nó. Tôi hạnh phúc vô cùng vì vũ trụ đã kết nối đến với năng lượng của lòng biết ơn và thấu cảm. Tôi thật sự may mắn khi những điều tốt đẹp vẫn luôn chảy vào cuộc sống của tôi mỗi ngày. Mỗi một ngọn cỏ tôi đi qua, một hàng cây xanh, một bông hoa đẹp đều mang đến cho tôi những điều tuyệt vời vô giá không gì có thể sánh bằng. Và nếu như không có những mầm xanh ấy, chưa chắc đã có mặt tôi trên thế giới này. Tôi vô cùng biết ơn mặt trời, ánh trăng, những vì sao lấp lánh vẫn ngày ngày soi sáng xuống trái đất, thổi nguồn năng lượng cho sự sống này. Và tôi không ngần ngại dành thời gian trong ngày của mình để bày tỏ đến vạn vật thiên nhiên cảm ơn đã mang lại nguồn sống cho tôi. Cuộc sống của tôi luôn ngập tràn những điều thiện lành và nguồn năng lượng tích cực. Tôi luôn mong chờ và biết ơn những hạnh phúc đang trên đường tìm đến với chính tôi. Tôi yêu quý và biết ơn biết bao những người thân yêu trong gia đình. Cảm ơn đấng sinh thành, ba mẹ đã sinh ra và cho tôi sự sống này. Cảm ơn ba mẹ vẫn ngày đêm yêu thương, chở che, dạy dỗ để tôi có được như ngày hôm nay, trở thành một người có giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Tôi luôn dành một góc trong trái tim của mình để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những người vẫn luôn yêu thương và trân trọng tôi. Họ có thể là những người hỗ trợ tôi về mặt vật chất, tinh thần to lớn. Đôi khi họ có thể chỉ là những người trao cho tôi một nụ cười, một cái bắt tay thân tình hay một ánh mắt động viên mỗi khi tôi cần tiếp thêm lòng can đảm. Tôi yêu tất cả mọi người với tình yêu từ tận đáy lòng của chính mình. Mỗi ngày, khi tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình đến với thế giới xung quanh, tôi thấy bên trong mình cảm nhận được nguồn năng lượng nhẹ nhàng, thoải mái trào dâng. Xúc cảm này làm tôi bày tỏ lòng chân thành của mình đến họ. Biết ơn mọi điều tốt đẹp lại kéo đến trong cuộc đời tôi, và tôi lại càng thấy biết ơn nhiều hơn. Tôi cảm ơn những bữa ăn ngon đã nuôi sống tôi. Tôi cảm ơn những dòng nước sạch chảy vào cơ thể tôi hàng ngày. Cảm ơn cái cảm giác ngon miệng, những giấc ngủ say nồng. Cảm ơn giấc mơ đêm qua đã vỗ về tôi trong giấc ngủ. Tôi biết ơn trong những thành công đi qua ở cuộc đời này để tôi nhìn nhận bản thân tích cực hơn, cũng là để tôi có động lực to lớn vượt lên chính mình, chinh phục được nhiều ước mơ hơn nữa. Tôi cũng biết ơn cả những lần vấp ngã đã cho tôi những bài học xương máu, bài học về lòng kiên trì không nản chí để tôi được mạnh mẽ hơn, đi trên chính đôi chân của mình. Cuộc sống có muôn vàn lựa chọn. Tôi biết ơn vì mình cũng có quyền được lựa chọn những điều tốt đẹp cho cuộc sống của bản thân. Vì vậy, mỗi ngày khi thức giấc, tôi luôn chọn những điều hạnh phúc bằng một lòng biết ơn chân thành. Thay đổi là một quy luật và điều tất yếu sẽ diễn ra trong cuộc sống này. Chính vì vậy, tôi luôn linh hoạt trước mọi sự thay đổi. Và tôi biết ơn vì điều đó. Tôi cảm ơn vì thay đổi đã làm cho tôi phát triển hơn, học hỏi được nhiều điều hơn. Đứng trước một khó khăn nào đó, tôi chọn cho mình một thái độ sống lạc quan, hít thở thật sâu và trấn tĩnh bản thân. Đây cũng chính là một trải nghiệm tuyệt vời tôi đang đi qua. Hãy biết ơn vì nó xảy ra.
Tôi biết ơn của cải vật chất mà tôi đang có, dù nhiều hay là ít, tôi vẫn trân trọng những giá trị mà nó mang lại cho tôi. Mỗi ngày, tôi sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng để làm việc và phát triển. Tôi hãnh diện vì có được thái độ biết ơn, vì mình đã là một người giàu có về mọi mặt. Tôi dành hầu hết thời gian trong ngày để phát triển bản thân và không ngừng nói lời cảm ơn đến mọi người, mọi vật. Nụ cười là hành trang tôi chọn mang theo đến bất cứ nơi nào tôi đặt chân đến. Tôi luôn tươi tắn và dành tặng tình yêu thương cho những sinh vật sống mà tôi gặp. Mắc lỗi không phải là một vấn đề quá to tát. Tôi biết ơn vì những lần mắc lỗi, tôi lại rút ra được một bài học cho bản thân. Tôi biết ơn vì bản thân mình đã dũng cảm đối mặt với lỗi lầm và thành tâm sửa chữa để trở thành phiên bản tốt hơn ngày hôm qua. Tôi dùng trái tim đầy nhiệt huyết của mình để biết ơn, để yêu thương mỗi ngày. Và vì vậy, tôi luôn thấy mình thảnh thơi, được hạnh phúc. Bên trong tôi luôn có một nguồn sức mạnh của nội tại. Tôi có thể tự hàn gắn và chữa lành chính cơ thể của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc vì được sinh vào một thời đại của sự tự do. Tôi trân trọng từng giây phút mình đang được bay nhảy là chính mình, được làm những điều mình thích và luôn yêu thương những gì mình làm. Khi tôi được yêu thương, khi tôi hạnh phúc, khi tôi thể hiện lòng biết ơn của tôi, cũng chính là lúc tôi đang tập trung vào những điều tốt đẹp, và những điều tốt đẹp đó luôn ngập tràn trong cơ thể tôi. Tôi cảm nhận được mọi phiền muộn, bệnh tật bên trong tôi như đang tiêu tan ngay lúc này. Tôi hạnh phúc vì mình có thể cười to, cười sảng khoái. Hạnh phúc là ưu tiên hàng đầu mà tôi lựa chọn cho cuộc sống này. Tôi cảm ơn cuộc đời, những năm tháng đã qua cho tôi sống là chính tôi, với ngập tràn yêu thương, với khao khát sống mãnh liệt không hối tiếc. Thời thơ ấu trong tình thương yêu của gia đình, dưới mái nhà ấm êm là những cô công chúa, những chàng hoàng tử nhỏ được nâng niu, yêu thương. Thời niên thiếu bỗng bồng bột, được bạn bè yêu mến, sống cùng nhau với thứ tình cảm chân thật và ngọt lành. Thời thanh xuân rực rỡ là những tháng ngày sống của chính mình với đam mê cháy bỏng, khát khao mãnh liệt của tuổi trẻ. Từ tận đáy lòng, tôi chân thành biết ơn bản thân mình. Tôi cảm ơn bản thân đã luôn yêu quý tôi, cho tôi những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này. Em bé nhỏ của tôi ơi, cảm ơn em đã luôn đồng hành cùng tôi ở muôn vạn nẻo đường. Em là duy nhất và quý giá nhất trên cuộc đời này. Tôi biết ơn những xúc cảm để dẫn đường cho tôi đến với những điều tuyệt diệu nhất. Biết ơn tâm trí của tôi đã mang đến cho tôi khả năng suy nghĩ. Biết ơn tâm hồn luôn hướng thiện, hướng về những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Biết ơn tạo hóa đã cho tôi ra đời, cho tôi một hình hài để trải nghiệm cuộc sống trên hành tinh này. Tôi là một phiên bản duy nhất, có 102. Tôi tự tin và nhân ái, tôi luôn tích cực và hạnh phúc trong tỉnh thức. Cảm ơn tôi ơi! Tôi vô cùng biết ơn đôi mắt vẫn còn sáng để mỗi ngày mới tôi có thể nhìn thấy ánh ban mai, thấy được màu xanh tuyệt diệu của thiên nhiên và thấy được những gương mặt mà tôi yêu thương nhất. Biết ơn đôi tai giúp tôi lắng nghe được những âm thanh diệu kỳ trong cuộc sống này,
lắng nghe được những lời thì thầm của đất trời, của người tôi thương và cả những lời vàng ngọc quý giá mà những người xung quanh đã nói cho tôi nghe. Tôi biết ơn đôi môi đã cho tôi nụ cười xinh xắn mỗi ngày, cho tôi nói lên cảm xúc tận sâu trong tâm hồn mình và cho tôi nếm được mùi vị tươi đẹp trên cuộc đời này. Thật hạnh phúc vì tôi có một chiếc mũi để có thể hít thở, để ngửi được những mùi hương tuyệt vời của đất trời, của hoa lá, của mẹ thiên nhiên yêu quý. Tận sâu trong đáy lòng, tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì mình có một đôi chân khỏe mạnh, vẫn miệt mài đi, miệt mài chạy trên con đường mà tôi đã chọn. Biết ơn đôi chân đã không ngại mệt mỏi, dẫn tôi đi trên nhiều khung trời mới, khám phá nhiều điều tốt đẹp. Biết ơn và biết ơn vì tôi còn có một đôi tay dẻo dai, linh hoạt để tôi có thể làm việc, kiếm tiền mỗi ngày, để nấu được những món ăn ngon cho gia đình và chăm sóc được cho bản thân cũng như những người mà tôi yêu thương nhất. Tôi yêu biết bao nhiêu từng khuyết điểm trên cơ thể của mình. Tôi biết được rằng là con người không ai hoàn hảo. Biết ơn vì bản thân có những điểm chưa trọn vẹn để tôi biết trân trọng những gì tôi đã có. Tôi biết ơn vô hạn đến trái tim của mình, 6.700 nhịp đập mỗi ngày, chưa một giây ngưng nghỉ, đã giúp sự sống có thể lan tràn khắp mọi nơi trên cơ thể của tôi, để tôi được sống và được cống hiến mỗi ngày. Tôi đang hạnh phúc, tôi cảm nhận được những dòng năng lượng tích cực đang chảy trong cơ thể mình. Tôi biết tôi đã thật sự tiếp nhận những năng lượng của lòng biết ơn và tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Tôi biết ơn ngôi nhà đã luôn vững chãi để che nắng che mưa, bảo vệ tôi mỗi khi trời có bão táp mưa sa. Biết ơn vì tôi vẫn còn một nơi để về, che chở cho tôi những bộn bề của cuộc sống. Tôi rất may mắn và trân trọng vì có được một chiếc giường êm dịu để tôi yên giấc mỗi tối. Tôi biết ơn chiếc chăn ấm đã bao bọc cho tôi trước cơn gió lạnh. Tôi biết ơn từng mảnh đất màu mỡ đã nuôi sống từng cái cây, từng loại rau, từng bông hoa để mang lại nguồn sống cho thế giới này. Biết ơn cơn mưa đổ xuống để muôn loài được tưới mát, sinh sôi nảy nở từng ngày. Tôi vô cùng trân trọng những gì mà chiếc xe của tôi đã mang đến cho tôi. Cảm ơn vì bạn đã đưa đón mỗi ngày, đã hỗ trợ tôi hết mình trên từng con đường, trên từng ngõ hẻm. Bạn đã giúp tôi đến công ty đúng giờ, bạn đã giúp tôi thuận lợi đến với những cuộc hẹn. Tôi thật sự biết ơn. Tôi biết ơn chiếc điện thoại thông minh đã giúp tôi liên lạc những người bạn thân yêu của mình. Biết ơn vì bạn đã kết nối tôi đến với những lời nói của năng lượng biết ơn mà tôi đang nghe. Tôi biết ơn số tiền đang có trong ví của mình, biết ơn số tiền mà tôi đã tiết kiệm được, biết ơn số tiền trong tài khoản đang tăng lên từng ngày. Tôi biết ơn những khoản tiền thưởng mà tôi đã nỗ lực để xứng đáng nhận được. Tôi vô cùng hạnh phúc và trân trọng từng đồng tiền đang chảy vào tài khoản của tôi mỗi ngày. Tôi biết ơn cảm giác của sự thành công, biết ơn mọi sự thành công dù chỉ là nhỏ nhoi trong cuộc sống. Tôi trân trọng từng cơ hội đến với tôi. Tôi biết ơn tất cả những bài học, tấm gương thành công mà tôi được học. Tôi biết ơn bản thân vì luôn có đủ niềm tin để chạm đến thành công. Cảm ơn vì mỗi ngày thức dậy, tôi đã thấy rõ ràng hơn con đường mà tôi phải đi để đến được với sự thành công. Cảm ơn vũ trụ đã soi đường dẫn lối, thu hút những năng lượng thành công đến với tôi.
Tôi biết ơn năng lượng và phép màu của những suy nghĩ tích cực. Tôi vô cùng hạnh phúc và thảnh thơi vì tôi luôn có những hướng đi tích cực trong cuộc sống của mình. Tôi biết ơn những năng lượng tích cực của những người xung quanh đã mang đến cho tôi. Tôi biết ơn từng tế bào trên cơ thể của mình vẫn luôn rung động một cách tích cực. Tôi biết ơn nguồn năng lượng tích cực trong từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành vi của chính mình. Cuộc sống mỗi ngày là một trang giấy mới. Tôi biết ơn những điều mới mẻ cứ luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Tôi hạnh phúc vì có những người bạn mới. Tôi biết ơn những trải nghiệm mà tôi chưa từng được thử bao giờ. Tôi biết ơn cuộc sống vẫn luôn cho tôi cơ hội để chạm đến với những đồ vật mới mẻ. Tôi biết ơn chiếc áo mới đã cho tôi thêm phần tự tin. Tôi biết ơn đôi giày mới vững bước đôi chân tôi bước đi. Biết ơn những vùng đất mới, chân trời mới mà tôi đặt chân đến. Tôi biết ơn vì mỗi ngày có thêm một tư duy mới, sự sáng tạo mới để tô điểm thêm cho cuộc sống này. Tôi biết ơn tất cả mối quan hệ mà tôi đang có, đã có và sẽ có, vì tôi biết rằng trong mọi mối quan hệ, cho dù là một mối quan hệ dang dở, đều mang lại cho tôi những giá trị to lớn. Tôi cảm ơn tất cả những người đã đi ngang qua cuộc đời của tôi, dù là chỉ gặp một lần. Mỗi một con người trong cuộc sống mà tôi gặp đều là những người tôi phải gặp, và tôi biết ơn vì điều đó. Tôi vô cùng biết ơn mỗi trang sách mà tôi đã đọc đã giúp cho tôi, trí tuệ của tôi ngày càng khai mở và tỏa sáng. Cảm ơn vì tôi vẫn còn có thể được đọc, được học mỗi ngày. Cảm ơn tất cả tác giả vẫn đang ngày đêm miệt mài viết sách, mang lại trí tuệ cho nhân loại. Tôi biết ơn vì những người xung quanh, những người tôi yêu thương vẫn đang được an toàn và khỏe mạnh, sống vui tươi mỗi ngày. Trong tôi tràn đầy lòng biết ơn những lý tưởng và đam mê mà tôi theo đuổi, để tôi nhận thấy những điều tốt đẹp mà tôi sẽ đi theo suốt cả cuộc đời. Để tôi biết sống là mình đang sống tốt, sống có giá trị. Tôi biết ơn những người đã làm tổn thương tôi để tôi hiểu được điều kỳ diệu của sự buông bỏ. Tôi nhận ra điều gì đáng để nâng niu, điều gì nên loại bỏ ra khỏi cuộc sống của mình. Tôi cảm ơn những giọt nước mắt đã giúp tôi giải thoát được những cảm xúc kìm nén tận sâu trong lòng, để tôi biết yêu thương bản thân mình hơn. Hãy đặt tay lên trái tim, đọc lại những điều đã viết, nói lời cảm ơn và cảm nhận năng lượng của lòng biết ơn. Tôi vô cùng biết ơn bạn đã dành thời gian hiện diện ở đây để kết nối với năng lượng lòng biết ơn. Hy vọng là bạn đang bắt đầu nhìn thấu những lời khuyên khôn ngoan và đầy sức mạnh này từ năng lượng của lòng biết ơn. Nếu có thể, hãy viết chúng ra, ghi nhớ chúng, và lúc này chúng ta sẽ có nhiều lần trong ngày đọc về lòng biết ơn hơn. Khi bạn làm điều đó, hãy bắt đầu thay đổi suy nghĩ và cảm xúc của bạn, để những điều đó sẽ cho phép bạn thu hút những điều mà bạn thật sự mong muốn. Chúc bạn luôn vững chãi và bình an. Mẹ Mina, tử tế, giàu có, hạnh phúc và đầy lòng nhân ái. Tôi là Nguyễn Thị Hệ, Master Coach.